Tôi xin trân trọng giới thiệu thuyết giảng đợt 1 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Bà Hảo xã Vinh Phước. Hôm nay xin trân trọng kính mời đồng đạo lên diễn đàn để đọc lại một đoạn thi văn giáo lý của Đức Thầy để bắt nhịp cầu cho giáo lý duyên. Và xin trân trọng kính mời đồng đạo. Thôi mà ngẫm nghĩ thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân đem thân mà đức nở trần, nở trần đâu khéo trần chung ra. Nhìn đời lụy muôn ưa ta, thế gian đuôi tối nửa ma nửa người. Muốn reo gian một tiếng cười, nhưng lòng chẳng nở khi người mê si. Buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo xã Vinh Phước hôm nay, vì tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Trung ương Lê Thị Ngọc Nga thuyết đề tài ý nghĩa lời khuyên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm. Đây là quyển thứ 6 mà Đức Thầy đã viết hồi tháng 5 dương lịch năm 1945 tại Sài Gòn. Vậy tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Trung ương Lê Thị Ngọc Nga lên diễn đàn để thuyết lại đề tài vừa nêu trên. Dạ xin trân trọng kính mời. Dạ kính mời. Buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo xã Vinh Phước hôm nay, vì tôi xin trân trọng giới thiệu giáo lý viên Trung ương Lê Thị Ngọc Nga thuyết đề tài ý nghĩa lời khuyên bổn đạo, tức 8 điều răn cấm. Đây là quyển thứ 6 mà Đức Thầy đã viết hồi tháng 5 dương lịch năm 1945 tại Sài Gòn. Vậy tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Trung ương Lê Thị Ngọc Nga lên diễn đàn để thuyết lại đề tài vừa nêu trên. Dạ xin trân trọng kính mời. Dạ kính mời. Mời quý vị cho tràng pháo tay. Dạ thành thật cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa ông Thạch Quanh Na Zít, thiếu tá công an huyện Tri Tôn đến tham dự. Kính thưa giáo lý viên Phan Chí Tâm là giáo lý viên Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương cùng tôi đảm trách buổi thuyết giảng hôm nay. Và kính thưa Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Phước, kính thưa ông Lê Văn Á, trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Phước, và kính thưa quý vị là trưởng Ban
Phó ban trị sự viên, các ban trị sự xã, phường, thị trấn đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay. Và kính thưa quý bậc lão thành, kính thưa các nhà mạnh thường quân, kính thưa quý đoàn quay phim, kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo thân thương kính mến. Thật là hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng tôi được sự ưu ái của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Phước, cũng như được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương, chúng tôi trở về đây để trùng tuyên lại giáo lý cao siêu của Đức Thầy. Vậy lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc tốt đẹp, sức khỏe, lời chào quý kính và trân trọng nhất. Kính thưa quý đồng đạo thân thương kính mến, thì hôm nay bạn thân của chúng tôi rất là trân trọng, rất là hạnh phúc được đứng trước hội trường trang nghiêm ấm áp như thế này, và nhất là đứng trước toàn thể chư quý vị là những bậc chân tu tâm đạo, đó là các ban trị sự xã, phường, thị trấn và toàn thể chư quý vị đồng đạo không ngại đường xa xa xôi đến đây để ủng hộ Phật Pháp, làm cho buổi thuyết giảng hôm nay tăng thêm phần long trọng. Đó nói đến cái tinh thần của toàn thể chư quý vị lúc nào cũng kính thầy mến đạo, lúc nào cũng muốn nền đạo Phật giáo Hòa Hảo phát khai rực rỡ, và lúc nào cũng đoàn kết thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta lúc nào cũng dân nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Với cái tinh thần cao cả của toàn thể chư quý vị, chúng tôi đề cao tinh thần đó và hết sức là trân quý. Vậy chúng ta hãy tuyên dương một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa toàn thể chú vị đồng đạo thân thương kính mến, thì trong một đất nước, trong một xã hội, thì quốc có quốc pháp, gia thì có gia quy. Và trong gia đình, nếu chúng ta sống có một cái nề nếp, có một cái quy tắc, thì nhất định gia đình đó sống rất là hạnh phúc, ông bà mẫu mực, con cháu thạo hiền. Và chúng ta là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo và đạt được cái gia đình văn hóa. Rồi trong xã hội hiện nay thì có rất nhiều tổ chức làm việc, có nghĩa là cơ quan làm việc, mà cơ quan làm việc nào cũng có một cái nội quy, quy tắc làm việc. Nếu tất cả mọi người trong cơ quan đó làm đúng theo nội quy thì cơ quan đó làm việc rất là tốt và hoàn thành nhiệm vụ rất là xuất sắc. Và trong một đất nước hiện nay thì chính phủ ra một cái hiến pháp, đó là luật pháp nhà nước bắt buộc toàn dân phải tuân theo. Và tất cả người dân tuân theo thì làm cho một cái đất nước ổn định, một đất nước phồn vinh, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, mọi người sống ấm no hạnh phúc. Đó là ở ngoài đời. Còn trong đạo mình thì sao quý đồng đạo? Đức Phật đưa ra giới luật, tỳ kheo thì giữ 250 giới, tỳ kheo ni thì giữ 348 giới. Còn đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta, Đức Thầy Tôn Kính cũng đưa ra giới luật, tức 8 điều răn cấm. Mà toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của chúng ta làm đúng theo giới luật thì đưa con người hoàn thiện cái đạo nhân và đưa chúng ta đi đến con đường chân thiện mỹ, và đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác, đưa con người từ phàm phu trở thành Phật Thánh. Thế nên giới luật tức 8 điều răn cấm rất rất quan trọng đối với cuộc đời hành đạo của mình. Và khi Đức Thầy mở đạo cứu đời thì Đức Thầy cho biết: Bồng Lai điên dại có ngôi, Tây Phương Cực Lạc khùng ngồi tòa sen. Đức Thầy là một vị Phật ngồi tòa sen đó quý đồng đạo, mà vì quá thương sanh chúng nên lâm phàm độ thế. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Thầy biết tâm ý và tư tưởng của chúng sanh lúc nào cũng ích kỷ,
nhỏ nhoi đố kỵ tham lam sân nộ và mê si. Thế nên Đức Thầy mới đem giáo lý học Phật tu nhân để truyền dạy. Và trong cái bài sứ mạng, Đức Thầy cho biết sao chẳng ngồi nơi ngôi vị để hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn len lỏi xuống hồng trần, đặng chịu cảnh chê khen. Bởi vì lòng thương, Đức Thầy thương sanh chúng rất là thương. Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Và trong cái bài trao lời cùng ông Táo đó, Đức Thầy cho biết là thấy nhân sanh tuôn giọt máu đầu, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than déo dắt, khắp đông tây nam bắc chịu ưu sầu. Rồi kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người bão ngược chờ cơn nguy thụ lợi. Rồi ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai. Trời ơi, là sao nữa quý vị vậy? Nhắc tôi coi quý vị. Nào hút thuốc phiện hội ve chai, nào trùm bị đỉ ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khỏi than nhìn dân tộc hư hèn. Rồi diện áo quần son phấn lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Rồi mãn điểm tô quy hoàng, nhà cửa ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Chúng tôi muốn nhấn cho quý vị biết là Đức Thầy cho biết dân chúng lúc nào cũng tối tâm ngu muội, sống trụy lạc hư hèn, đam mê vật chất bỏ quên cái luân thường đạo lý quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy mới đánh một cái tiếng chuông để cảnh tỉnh mọi người quy y Phật Pháp qua cái bài chuyển Pháp Luân rất thâm thúy quý đồng đạo. Lòng thương Lê Thứ Đao ta bà, thờ chuyển Pháp Luân dụng khuyên ca, cảnh tình người mê về cõi ngô, dài răng kẻ tột dược nê hà. Đức Thầy cảnh tỉnh cho chúng ta để chúng ta quay đầu hướng thiện quy y Phật Pháp và hoài bảo của Đức Tôn Sư kính yêu, lúc nào cũng muốn chúng ta ráng lo tu. Tu để làm gì quý đồng đạo? Để tránh ác hành thiện, để bớt khổ thêm vui, để cùng tu cùng tiến, cùng bay về cực lạc một đàng. Và cái lời thề nguyện của Đức Thầy mà quý vị nghe rồi, quý vị rất thương Thầy quý đồng đạo. Bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Hoặc là thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Và Đức Thầy thề một cái câu mà cho chúng ta tin quý đồng đạo. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Thương Thầy hả quý đồng đạo? Rất là thương Thầy nên chúng ta phải ráng lo tu để trả cái công ơn của Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo và đem giáo lý học Phật tu nhân truyền dạy để chúng ta tu đi đến con đường giải thoát. Và trong giáo lý học Phật tu nhân, Đức Thầy dạy rất nhiều bài và rất nhiều phương pháp tu, mà bài nào Đức Thầy viết cũng rất thâm thúy di diệu. Và các phương pháp tu nào cũng phù hợp với người cư sĩ tại gia. Và chúng ta tu phương pháp nào cũng phải giữ giới luật mỗi ngày. Bởi vì sao? Bởi vì giới luật là một hàng rào cấm, là một kim chỉ nam, là một la bàn đưa chúng ta đi đến con đường giải thoát. Và điều quan trọng hơn nữa là trong cái bài điều kiện quy y vào đạo, Đức Thầy cho biết không ai tự mình xưng mình là người đạo
mà không giữ giới luật, nếu ai làm sai trái về vấn đề đạo đức thì chưa sinh thôi đạo và cũng chưa bị bôi tên, cũng phải chịu trách nhiệm của mình và xem là người ngoại đạo. Quý vị thấy không? Nếu chúng ta là người trong đạo không giữ giới luật, thầy không chấp nhận mình là người trong đạo. Rồi quan trọng hơn nữa là Đức Thầy viết hai bài lời khuyên bổn đạo. Đức Thầy viết hai bài lời khuyên bổn đạo. Một bài Đức Thầy viết 1942 năm Nhâm Ngũ, và một bài Đức Thầy viết 1945 tại Sài Gòn. Thế nên giới luật rất là quan trọng hả quý đồng đạo. Vậy hôm nay chúng tôi xin trình bày một cái đề tài hết sức là gần gũi mà bắt buộc tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta phải hành mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, đó là giới luật, tức 8 điều răn cấm của Đức Thầy. Vậy giới luật là gì? Rồi tại sao chúng ta phải giữ giới luật? Rồi cái tầm quan trọng của giới luật như thế nào? Đó là nội dung mà hôm nay chúng tôi chia sẻ và trình bày với toàn thể chư quý vị đồng đạo. Chúng tôi xin định nghĩa giới luật là gì? Giới luật là giới pháp, là cái quy luật ngăn chặn cho chúng ta không làm những cái điều quấy ác, làm những cái điều sai trái. Có nghĩa là ngăn chặn chúng ta phải tránh ác hành thiện. Thế nên chúng ta phải giữ giới luật mỗi ngày. Và cái lời mở đầu Đức Thầy dạy rất là rõ ràng và thâm thúy quý đồng đạo. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Hết sức là thâm thúy hả quý đồng đạo. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa tu thì làm những cái điều quấy ác, hôm nay chúng ta đã quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi thì phải, khi coi giảng thì chúng ta phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Bởi vì sao? Bởi vì không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình, quý đồng đạo. Hôm nay chúng ta xem coi mình tu còn những cái điều gì mà sai trái thì chúng ta rước bỏ. Bởi vì sao? Ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Chúng tôi ví dụ hôm nay chúng ta tu mà còn những cái tật xấu như là cờ bạc, cũng như là mỗi ngày chúng ta phải ngồi đánh bài 2-3 tiếng đồng hồ, rồi lướt điện thoại 2-3 tiếng đồng hồ, rồi là ngồi coi một cái bộ phim là nhảm nhí tình cảm gì 3-4 tiếng đồng hồ. Hôm nay chúng ta đã tu rồi thì chúng ta thay vào đó, bình thường mình cúng 2 thời, hôm nay mình tăng lên cúng 3 thời. Hay là chúng ta khi niệm Phật ngồi niệm chỉ có 15 phút, hôm nay chúng ta niệm 1 tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng đồng hồ. Rồi chúng ta rảnh rỗi thì đem xem toàn bộ giáo lý của Đức Thầy, coi Đức Thầy dạy cái gì. Và nhất là chúng ta phải thuộc 8 điều răn cấm. Bởi vì sao? 8 điều răn cấm rất quan trọng đối với cuộc đời hành đạo của chúng ta. Vậy hôm nay chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người về phải coi kệ giảng và phải thuộc 8 điều răn cấm để coi Thầy dạy cái gì, tránh cái gì, hành để chúng ta hành đúng, để tu mới đắc đạo hả quý đồng đạo. Rồi là quý vị rảnh rỗi đến đây để dự thuyết giảng, rồi ủng hộ ban trị sự làm phát quy nền đạo, hay là đến đọc giảng, rồi làm tất cả các việc từ thiện, là làm tốt đời đẹp đạo, có nghĩa là làm tốt cho mình, ích lợi cho mình, cho xã hội, cho toàn thể chúng sinh. Như vậy là chúng ta mới là người tu hả quý đồng đạo. Thế nên những cái điều xấu mình rứt bỏ và phải giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất Đức Thầy dạy, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Vậy chúng ta là
nam nữ hôm nay xét thật kỹ coi mình đã tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi, mình còn uống rượu, uống bia, cờ bạc, bao lô, vé số, có nghĩa là chúng ta là mỗi ngày phải dò vé số rồi dò cái đài nào đó, hay là chúng ta đá gà, hay là chúng ta lăng nhăng một cái tình cảm nào đó, làm mất đi hạnh phúc gia đình, làm mất đi một cái đạo đức con người tu của mình. Bởi vì không ai hiểu mình bằng chính mình hiểu mình. Rồi Đức Thầy không cho chúng ta uống rượu, tai hại rất lớn trong cái cuộc đời của mình. Có nghĩa là rượu là một cái chất men. Khi chúng ta uống thì quá chén thì chúng ta sai. Mà sai thì không tự chủ lấy mình. Mà không tự chủ lấy mình thì chúng ta lái xe nhất định sẽ gây tai nạn giao thông, thậm chí chết người, quý đồng đạo. Thế nên nhà nước hôm nay kêu gọi tất cả mọi người, nếu ai tham gia giao thông thì không được uống rượu bia. Mà khi chúng ta uống rượu bia mà lái xe thì phạt rất là nặng hả quý đồng đạo. Và chúng ta sai rồi thì không tự chủ lấy mình, làm bất cứ những chuyện gì sai trái có hại, như là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vân vân và vân vân. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy là tửu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ, nên Đức Thầy cấm không cho. Rồi cờ bạc, quý đồng đạo, chúng ta xét kỹ trong cái cuộc sống này có ai cờ bạc mà giàu không quý đồng đạo? Không bao giờ. Bởi vì sao? Cờ bạc dù chúng ta lường lận, điêu ngoa xảo trá chơi hay cỡ nào thì tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Dù chúng ta giàu có tiền có bạc bao nhiêu thì cũng mất tất cả. Bởi vì sao? Ca dao có câu: cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra thân vào cùm. Và chúng tôi chắc chắn những người mê cờ bạc, dầu người đó là một địa vị trong xã hội, thì sau này nghèo khổ, ra già ra đường không ai xem trọng quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy trong cái bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ: cuộc trần ôi quá khổ, trường đỏ đen là chỗ nhuốc nhơ, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bác chớ chen chân. Nếu lỡ cơ mùa tạo bán tầng, thân trí cực nợ lần khấn chẳng dứt. Đức Thầy dạy chi cho bằng, quý y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi, giúp đời. Thầy cấm không cho. Rồi đến áo phiện, thì quý đồng đạo, áo phiện còn tai hại hơn chúng ta uống rượu. Bởi vì sao? Bởi vì rượu say thì chúng ta còn chừa được, cai được. Còn nếu ai mà nghiện áo phiện rồi thì mất tất cả và khổ cả một cuộc đời. Làm khổ cho mình, làm khổ cho xã hội, làm khổ cho một đất nước, cho một quốc gia. Nên hôm nay chính quyền cũng kêu gọi tất cả người dân không thử áo phiện dù chỉ một lần. Thế nên mình không thử áo phiện, quý đồng đạo. Và chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện, rồi quý vị rất là xót xa và ứa lệ, quý đồng đạo. Thì vừa qua chúng tôi có thuyết giảng ở Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa, có nghĩa là ở Phú Mỹ đó. Thì chúng tôi lên diễn đàn cũng chia sẻ là trong cuộc sống ai cũng có nỗi khổ niềm đau, nhất là khổ vì con. Thì cái chị này, chị
trúng vào tâm ý của chị rồi. Khi chúng tôi xuống diễn đàn đi ra đằng sau, chị là đứng ngay cánh cửa và ôm tôi khóc nức nở quý đồng đạo. Rồi tôi giật mình, tôi nói, ủa chị, vấn đề gì mà chị khóc dữ vậy? Thì là chị này nói, cô Nga ơi, cô nói hồi nãy trúng tâm ý của tôi, bây giờ tôi quá khổ rồi, cô có thể giúp tôi hay không? Thì tôi mới nói, chị, rồi bây giờ là chị nỗi khổ chị như thế nào thì chị nói tôi mới biết mà tôi giúp. Thì chị nói tôi có một thằng con trai duy nhất thôi, nó rất là ngoan, học rất là giỏi, rồi thi đại học lên là thành phố học một năm đầu được giấy khen, được khen. Một năm sau không biết nghe lời ai rồi hút áo phiện, rồi nghiện áo phiện rồi trốn về nhà. Rồi trốn về nhà rồi chị cũng đâu có dám nói với ai ở trong nhà, cơm áo gạo tiền gì chị lo hết. Rồi nghiện thì chị phải cho tiền để hút, mà không có tiền hút thì con của tôi bất hiếu. Nó chửi tôi và nó nói những cái lời nói tôi sợ quá cô ơi. Là nó nói bà không có tiền đưa tôi hút thuốc tôi sẽ giết bà. Thế nên là tôi trốn, khi có tiền thì tôi đem về cho nó hút. Thì tôi nói câu chuyện của chị tôi rất là xót xa. Tôi khuyên một lời chân thật là chị phải cho con em đến chánh quyền công an để cai nghiện, để làm lại cuộc đời. Chị quẹt nước mắt quý đồng đạo, chị quẹt nước mắt rồi tôi cảm ơn cô. Quý vị thấy không? Hút một lần thôi mà phải khổ cả một cuộc đời. Thế nên Đức Thầy cấm không cho chúng ta hút á phiện. Mà hiện giờ quý vị thấy là công an chánh quyền bây giờ khổ về những cái con ai em á phiện ngáo đá. Thế nên Đức Thầy biết căn cơ trình độ của chúng sanh, Đức Thầy ra đời 1939, đến hôm nay quý vị thấy không có cái gì mà không có, rất là chính xác. Rồi đến là chơi bời theo đàn điếm. Chơi bời theo đàn điếm, Đức Thầy muốn cảnh tỉnh cho chúng ta hôm nay trong xã hội. Những người lười biếng, không lo làm ăn, rồi là mua dâm bán dâm, rồi là lường gạt với nhau. Hay là trong gia đình mà chúng ta không chung thủy cũng là trái với lời Đức Thầy. Có nghĩa là tà dâm, vợ ngoại tình hoặc chồng ngoại tình làm rối loạn cái luân thường đạo lý. Nên Đức Thầy cấm không cho phạm giới luật rồi đó. Giàu của tiền dâm hiếp bần cùng quan lấn thế, dâm ô dân khó. Nên Đức Thầy khuyên dạy rất là chân tình. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Để sau coi hội coi hàng, coi tiên coi Phật mới ngoan bớ trần. Rồi điếm đàn đĩ thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tận sồn sào. Quá tuyệt vời hả quý đồng đạo? Thế nên Đức Thầy không cho. Rồi Đức Thầy dạy tiếp là chúng ta phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Thì trai thì tam can ngũ thường, gái thì tam tùng tứ đức. Tam can có nghĩa là quân thần can, phụ tử can, phu thuê can. Mà trong cái bài Không Buồn Ngủ, Đức Thầy có dạy: đạo tôi Chúa chặt gìn câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt giới ghi sương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ giới cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri, mắt chẳng thấy lũ gian phi xạo trá. Rồi đạo bè bạn bất phân nhân giới, ngã chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Nhất định chúng ta phải làm tròn. Rồi nữ là tam tùng tứ đức, có nghĩa là xuất gia tùng phu, xuất gia tùng phụ, công dung ngôn hạnh thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái mới lớn lên, đừng cho công việc hớ hên mới là. Rồi chữ dung là phận đàn bà, dốc mình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Nên chúng ta phải, người phụ nữ phải đoan trang đức hạnh, ăn mặc
mặt phải chỉnh chu và từ trong gia đình ngoài xã hội hả quý đồng đạo. Đức thầy dạy hết sức là thâm thúy, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vuông tròn. Rồi là ngũ thường là cái gì quý đồng đạo? Ngũ thường là năm đức tính cao quý của một con người sống trong xã hội này, đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là cái gì quý đồng đạo? Nhân là cái lòng thương người, mến vật. Chúng ta thương tất cả mọi người, có nghĩa trong cuộc sống chúng ta thấy ai nghèo, ai khổ, ai hoạn nạn, cũng như chúng ta đang thấy được là hiện nay cái cơn bão mà làm cho ở miền Bắc, miền Trung rất là thiệt hại và đau khổ. Chúng ta là cái người thương người, chắc chắn nghèo giàu gì cũng giúp một chút ít hả quý đồng đạo. Đó là cái lòng thương người của mình đó, cái lòng nhân đó. Rồi mến vật là cái gì? Mến vật là chúng ta không sát hại sanh vật và không làm con vật nó khổ. Có nghĩa là con vật thì nó cũng muốn sống, không muốn chết. Nên hôm nay chúng tôi chắc chắn là trong hội trường này các ban trị sự đồng đạo là thương vật rồi đó. Có nghĩa là chúng ta thuần chay rồi đó. Đó là thương người mến vật. Rồi nghĩa là cái gì quý đồng đạo? Nghĩa là chúng ta phải lấy cái lẽ phải mà sống, đối nhân xử thế cho tốt trong gia đình ngoài xã hội. Trong gia đình trước hả quý đồng đạo, vợ chồng thì sống hết lòng, rồi quý trọng với nhau, tạo cái hạnh phúc trong gia đình. Rồi con cháu phải thảo hiền với ông bà cha mẹ, lễ độ lễ phép. Rồi chúng ta là có chồng có vợ thì phải sống hết lòng, có nhân có nghĩa đối với bên chồng, bên vợ, bên nội, bên ngoại và tất cả mọi người trong xã hội này, luôn cả xóm giềng. Đức thầy dạy là xóm giềng phải ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen, ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đùa chèn giúp giùm. Rồi là chúng ta phải làm tròn cái đạo nhân trong cuộc sống này. Mình không là cái gì hết quý đồng đạo, là mình là một cái người đạo đồng đạo bình thường thôi. Mà chúng ta sống có nhân có nghĩa rồi, đi đâu ai cũng thương cũng mến, rất là gần gũi. Gặp mình chào hỏi anh hai, chị ba, rồi anh tư, chị năm gì đó, rồi bắt tay niềm nở. Đó là chúng ta làm tròn cái đạo nhân rồi đó quý đồng đạo. Mà Đức Thầy khuyên dạy trong cái quyển năm: ở trần xứ trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài, cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Chúng ta phải làm tròn cái nhân nghĩa. Rồi tới lễ là cái gì quý đồng đạo? Lễ là chúng ta phải lễ độ, lễ phép, kính trên nhường dưới. Rồi chúng ta phải khiêm tốn và khiêm hạ hả quý đồng đạo? Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già. Rồi trí là cái gì quý đồng đạo? Trí là Đức Thầy khuyên dạy trong cái quyển 6, người tu phải có tâm và có trí. Có tâm để làm chủ lấy mình, có trí để xét soi đúng sai phải trái. Bởi vì mình tu không có trí thì chúng ta nghe những cái tin lệch lạc, mà nghe những cái tin lệch lạc thì chúng ta làm theo thì uổng cuộc đời tu hành lắm quý đồng đạo. Mà hôm nay chúng ta muốn có trí thì phải làm gì quý đồng đạo? Chúng ta phải học giáo lý, có nghĩa là học đạo, học giáo lý của thầy rồi hiểu coi Đức Thầy dạy cái gì. Rồi chúng ta phải hành nghe quý đồng đạo. Học hiểu hành có nghĩa là văn tư tu. Và chúng ta phải giữ giới, mà chúng ta giữ giới thì tâm chúng ta định, mà tâm chúng ta định thì trí tuệ phát khai rực rỡ, làm bất cứ chuyện gì cũng công bình và chánh đáng. Thì quý đồng đạo thấy hôm nay trên YouTube, trên báo đài có rất nhiều tin chính xác, chắc, rõ, chúng ta tin và làm theo. Cũng có những cái tin rất lệch lạc quý đồng đạo,
rất lệch lạc, mà chúng ta không có trí thì chúng ta nghe theo, mà chúng ta nghe theo thì không đúng lời Đức Thầy chỉ dạy. Thế nên người tu phải có tâm và có trí. Rồi tính là cái gì quý đồng đạo? Tính là một là uy tín của một con người giàu nghèo hay là chúng ta như thế nào cũng phải giữ chữ tín. Bởi vì sao? Nói và làm đi đôi với nhau. Người có chữ tín là có tất cả. Mình hứa và nói cái gì phải chắc và làm theo lời của mình hứa. Mà Đức Thầy dạy là sao quý đồng đạo? Đức Thầy dạy là người hiểu đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chớ có sai lời. Thế nên chúng ta người tu là phải giữ giới luật là thế đó. Điều răn cấm thứ nhất rất rất quan trọng trong cái cuộc đời của mình. Đức Thầy không cho chúng ta tứ đổ tường, có nghĩa là bốn vách tường đổ, nếu ai có thì rinh rinh ra ngoài. Rồi chúng ta phải trò làm tròn cái đạo nhân hả quý đồng đạo. Rồi cái điều thứ hai Đức Thầy dạy, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Thì quý đồng đạo xét kỹ coi, trong gia đình mình nè, con mình, chồng mình, vợ mình, người thân trong gia đình mà lười biếng thì chúng ta không chấp nhận, chúng ta không có chịu. Huống chi là cái người làm biếng ra xã hội thì xã hội không bao giờ giao phó mình tất cả những công việc gì, bởi vì lười biếng là không có hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là chúng ta phải siêng năng và chọn cho mình một cái nghề chánh nghiệp, rồi vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất, vừa bố thí giúp đời. Tại vì sao? Tại vì chúng ta siêng năng thì chúng ta làm có một cái kinh tế, mà có kinh tế có tiền rồi thì gia đình mình ổn định, mà gia đình ổn định thì quý vị mới đi làm từ thiện, đi đến đây dự thuyết giảng rồi giúp đỡ cho những người nghèo khó. Nên Đức Thầy khuyên dạy chúng ta là phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Và chúng ta nhớ lời Đức Thầy chỉ dạy quý đồng đạo: ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao tria, gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lẹ cõi mì. Nhất định đó quý đồng đạo. Rồi Đức Thầy dạy chúng ta không nên gây gỗ lẫn nhau, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Tại vì sao quý vị thấy trong cuộc sống này, trong xã hội này, trong sơ thôn sớm của mình mà quý vị thấy hai người mà cự lộn với nhau, cãi cự với nhau thì chúng ta thấy mất hình ảnh đẹp. Huống chi là chúng ta là người tu, là tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà chúng ta đứng dầu là đứng cự cãi hay là chúng ta tốt đó, chúng ta là đúng đó, mà mình là cái người đi dự thuyết giảng rồi ăn chay niệm Phật cúng lại hai thời, mà chúng ta đứng cãi cự rồi phừng cái mặt lên, đỏ cái mặt lên, rồi người ta chỉ trích cái đạo mình đó đó, mấy cái ông đạo mới dự thuyết giảng về đó mà là còn cự cãi như vậy, là mất hình ảnh đẹp và chúng ta mất một cái hạnh nết hả quý đồng đạo. Và chúng ta cũng sao, cũng có lỗi với thầy. Thế nên Đức Thầy dạy là chúng ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Rồi là gây không gây gỗ lẫn nhau là chúng ta phải kiềm chế và phải tu cái hạnh nhẫn nhịn. Khi mà quý vị mà gặp những cái điều là bất, coi như là không có đúng ý của mình, mà mình bị là những cái người này chê chích rồi nói những cái lời khó nghe, như là quý vị là các ban trị sự đi làm từ thiện hay là đi dự thuyết giảng không có khen mình, mà chê thì cũng không có sao, mà nói những cái lời nói khó nghe chỉ chích làm cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta phải áp dụng lời Đức Thầy chỉ dạy, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hoặc là sao quý vị? Ai
thương ai ghét, mặc tình phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Hoặc là ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Rồi chữ gây gỗ hễ vừa thấp thoáng, lòng từ bi ta diệt nó liền. Sự oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất cả. Nhất định hả quý đồng đạo? Và Đức Thầy dạy chúng ta người tu thì phải, cái mặt phải vui tươi, phải vui vẻ, tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi, nên chúng ta không gây gỗ. Rồi hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Thì quý đồng đạo thấy trong gia đình, dầu chúng ta sống như thế nào cũng có những cái điều không có theo ý muốn. Nên vợ chồng, con cái hay là người thân trong gia đình mà có làm sai với mình, hay là chúng ta phải cự cãi lớn tiếng, hôm nay chúng ta phải kiềm chế lại quý đồng đạo, và phải tha thứ tội lỗi khi người ta nóng nảy. Và khi chúng ta nóng thì ai cũng muốn nói hơn ở quý đồng đạo, nói cho hơn, cho thỏa. Mà khi chúng ta nói cho hơn, cho thỏa lòng, thì khi hết giận lấy lại được không quý đồng đạo? Không có được. Nên khi chúng ta nóng rồi là ngậm miệng lại, hít vào thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật, kể như tôi nói rồi, thì trong gia đình không có gì hết quý đồng đạo. Vậy chúng ta phải dân nghe lời Đức Thầy chỉ dạy là không, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Rồi điều thứ ba Đức Thầy dạy, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thấy quá, và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Quý đồng đạo ơi, nếu mà chúng ta người tu mà ăn xài xa xí, có nghĩa là cái việc chúng ta cần xài mà không xài, còn cái việc chúng ta không cần xài mà xài xa xí, rồi ăn mặc thì là không đúng như cái người đạo. Ở ngoài đời người ta mặc quần áo gì cũng được, mình ở trong đạo rồi thì cách ăn, cách ở, cách nói gì phải chuẩn mực cả quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy khuyên là khuyên đừng xài phí xa hoa, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Quý vị thấy chúng tôi rất đề cao tất cả mọi người là những cái người mà mạnh thường quân, giàu giàu, giàu nghèo gì tôi không biết, tôi rất là đề cao. Và quý vị thấy trong cuộc sống này có rất nhiều người giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, tiền của thì xài cả đời không hết. Tại sao người ta không ăn chơi cho thỏa thích, thỏa mãn cuộc đời này, mà người ta tu chi ở quý đồng đạo? Tu chi mà phải ép mình vào khuôn khổ, ăn chay niệm Phật, cúng lại hai thời, rồi họ làm hết tất cả các việc từ thiện, rồi là kính cha, kính mẹ, lấy tiền đó nuôi cha, nuôi mẹ, báo hiếu, rồi là giúp đỡ tất cả mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì người ta là người trí, người ta thấy hôm nay mình đã có phước, mình đã biết tu mà mình có tiền nữa thì phải làm phước. Quý vị thấy mình trong ca dao có câu là 60 năm cuộc đời, mà hôm nay trong hội trường này có rất nhiều người hơn 60 năm rồi. Mà chúng ta giàu có, sống vĩnh cửu trường tồn thì 100 tuổi cũng chết. Mà chúng ta chết không có làm phước thì đi về đâu quý đồng đạo? Mà không có phước thì không bao giờ đắc đạo. Thế nên người tu phải cần tu phước và tu huệ. Mà có phước là có tất cả, nên Đức Thầy dạy là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Nên chúng ta phải tu phước và tu huệ. Rồi là chúng ta không ăn xài chưng chọn cho thấy quá, rồi lợi dụng tiền tài đành quên nhân nghĩa. Thì hôm nay chúng tôi rất đề cao, có rất nhiều người sống có nhân có nghĩa, như là tình cảm bạn bè thì giàu cũng vậy, nghèo cũng đối xử như nhau. Nhưng có ít người quý đồng đạo, khi nghèo
nhau thì bạn bè thân thiết, bạn bè thương yêu nhau. Mà khi có một cái địa vị trong xã hội rồi, hay là giàu rồi thì quên, quên cái tình bạn bè, đối xử không có tốt. Rồi là vợ chồng khi chưa có giàu nghèo thì chung sức chung lòng để làm ăn, có tiền khấm khá, mà khi đã có tiền rồi thì thay đổi đam mê ở ngoài xã hội, rồi thậm chí vợ chồng ly dị với nhau hả quý đồng đạo. Thế nên Đức Thầy dạy là đạo bè bạn bất phân nhân giới ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Và chúng ta phải sống bình đẳng, giàu chúng ta cũng đối xử như nhau và nghèo cũng vậy. Bởi vì sao? Giàu cũng là giàu thì chúng ta cũng là một con người, nghèo cũng là một con người, chúng ta có phước chúng ta giàu. Còn những người nghèo thì người ta thiếu phước, người ta nghèo nhưng mà người ta biết tu. Quý vị giàu mà quý vị biết tu, biết làm phước thì trọn hai bề, chúng tôi rất là đề cao. Mà mình giàu mình không làm phước thì 100 tuổi mình về đâu quý đồng đạo? Nhắm mắt mình đi về đâu? Về cái cõi nào đó, không được về cõi cực lạc. Còn tôi nghèo mà tôi đạo đức, tôi tu thì nhất định tôi sẽ về cõi Phật, về cõi Niết Bàn yên vui. Thế nên tôi hơn quý vị ở chỗ này. Nên là quý đồng đạo chắc có đến tổ đình một lần, có nghĩa là đến cái nơi ông Phật ra đời. Đức Thầy viết bốn chữ ở cái cổng mà đi vô đó là với tiện đồng nghinh. Có nghĩa là giàu nghèo gì Đức Thầy cũng tiếp và đón tiếp rất là nồng hậu. Có nghĩa là Đức Thầy sống bình đẳng, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ hả quý đồng đạo. Thế nên trong cuộc sống chúng ta quý với nhau là quý cái nhân, cái nghĩa. Quý với nhau là quý cái đạo đức của một con người. Quý với nhau là quý con người sống tốt, sống chân thật. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy chúng ta người tu phải là người hiền. Mà làm người hiền khó kiếm trên đời. Đức Thầy khuyên dạy là dương trần phải ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền, bỏ nghĩa bỏ nhân. Người tu phải giữ cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Rồi ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngày. Nhất định hữu ý đồng đạo. Rồi cái điều thứ tư Đức Thầy khuyên dạy, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó bò, không nên sát sanh hại vật mà cúng thần. Không nên sát sanh hại vật. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Quý đồng đạo xét đi, ông Phật, ông trời, ông thánh là những người chúng ta kính và chúng ta quỳ lại mỗi ngày, là những cái đấng thiêng liêng. Tại sao vì một cái ý gì riêng đó, khi mà chúng ta giận cha mẹ mình, hoặc là họ hàng bên nội bên ngoại, bên chồng bên vợ gì đó, xóm riêng gì đó, hay là con mình bất hiếu, rồi tự nhiên cái kêu trời Phật thần thánh, rồi chửi, như là như vậy là chúng ta không có quý và kính rồi đó quý đồng đạo. Thế nên người tu mình thì chúng ta phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra phải đoan chánh hiền từ. Hiện nay quý vị thấy trong cái xã hội này tiến bộ, kế hoạch gia hóa gia đình, con cháu chỉ có một đứa hai đứa thôi, ai cũng đều cưng đều thương. Thậm chí là con cháu của mình mà nó chưa có đòi là mình đã cho nó rồi. Có nhiều đứa rất là ngoan, rất là có hiếu, nhưng có ít đứa cháu, đứa con nó bất hiếu quý đồng đạo. Thế nên chúng ta phải lựa lời tiếng dịu dàng, rồi chỉ dạy con cháu, khuyên dạy mà Đức Thầy dạy. Dạy rồi những việc đức ân, phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào, lỗi lầm chớ có hùng hào.
đừng chửi, đừng rủa, đừng cào, đừng bươi, đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo hóa vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt chước xã vương mới là. Nhất định con cháu mình nó có sai thì mình phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Và khi chúng ta mà chửi hay là la con cháu mình thì quý vị thấy phạm vào khẩu nghiệp rồi đó. Nên Đức Thầy cho biết là khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Thế nên chúng ta phải cẩn trọng từng lời nói mỗi ngày. Tín đồ cùng các chư tăng từ rày sắp đến nói năng chọn lời. Rồi đến cái điều thứ 5, Đức Thầy dạy ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò, không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào. Vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ của ta mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội thì sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu chúng ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Thì quý đồng đạo lắng lại đi. Hôm nay là đất nước tiến bộ thì chúng ta làm bằng máy. Chớ khi là xưa ông bà của mình thì là nhờ con trâu, con bò kéo cày, kéo lúa, làm tất cả những cái việc đồng áng. Có lúa, có gạo chúng ta ăn rồi làm phát triển kinh tế. Và rất con bò, con trâu này chúng ta phải tri ân và phải biết ơn con bò, con trâu. Và rất gần gũi với người, người là dân hả quý đồng đạo. Nên là khi chúng tôi học tiểu học đó, ở trường làng đó, thì cô có dạy cái câu ca dao mà chúng tôi nhớ đến bây giờ quý đồng đạo. Chúng tôi là rất là quý con bò, con trâu và những anh nông dân. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta, cấy cày vốn nghiệp nông gia. Ta đây trâu đấy, ai mà quản công, chừng nào cây lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Nên chúng ta phải thương những cái con vật này, những con vật này là những con vật giúp ích cho chúng ta. Rồi là con chó, quý vị nào có nuôi chó thì quý vị thấy đó, con chó nó rất là trung thành với chủ và nó rất rất là khôn. Chúng tôi là thấy đó quý đồng đạo, mình là ban đêm mình ngủ ngon giấc, còn con chó thì nó thức, nó giữ nhà, nó canh ăn trộm, hay là quý vị đi đâu về đó là con chó nó rất là mừng quý đồng đạo. Thế nên chúng ta không là giết hại cái con vật này quý đồng đạo. Thì là chúng tôi là kể cái câu chuyện có thật này, quý vị thấy là con chó rất là khôn. Thì vừa qua chúng tôi có đi thăm một cái người bạn, bạn của tôi cũng đi xa về. Thì tôi mới vừa đến cái cửa nhà thì con chó này nó đến nó sủa, quá sủa rồi. Thì tôi sợ, tôi nói chị ơi, con chó này nó sủa, em sợ lắm. Tại vì em bị chó cắn chích hết 4 mũi rồi. Mà con chó nó khôn cực kỳ quý đồng đạo. Cái chị này chứ đặt con chó này tên con Su. Cái chị nói là Su, Su, bà mình đó, người thân mình đó, không có sủa nữa, đi vô đó ngồi đi. Con chó nó te te, nó đi cái chỗ gốc đó, nó ngồi quý đồng đạo. Rồi tôi tâm sự xong rồi tôi nói chị ơi, sao mình tu rồi mà mình nuôi chó chi, rồi mình cho nó ăn là mặn rồi mình tội. Cái chị nói không Ngọc Nga, tự nhiên con chó này ở đâu nó lại nhà của chị, rồi chị đem cho người này cho người kia nó cũng trở lại nhà. Rồi là chị mới nói ở đây là ăn chay nha, dùng chay chớ còn ăn mặn là không có nuôi. Cái con chó nó ở hoài, chị cũng cho ăn chay, nó ăn chay. Rồi khi chị mà ngồi cúng niệm Phật thì nó nhủi 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 vô mình chị á. Cái chị nói bộ thương lắm hả? Thương thì ở đây là tu nghe, rồi cúng lại nghe, niệm Phật nghe. Cái chị nói mình cũng không có nghĩ Ngọc Nga. Rồi là khi chị cúng, cái chị dạy đó, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi xá 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 nghe. Rồi là một tuần lễ sau là kêu nó xá, nó xá. Cái tôi đâu có tin, tôi nói như vậy là tôi không có tin. Bây giờ chị kêu con chó nó lại đây là chị niệm Phật nó xá đi, rồi tôi mới tin.
thật chị quý đồng đạo, chị nói xô xô, niệm Phật xá con, xá bà đi con. Nó chấp hai cái tay lên, nó xá xá gì quý đồng đạo. Tôi rợn ốc mình luôn á. Thế nên là con chó nó rất là khôn, trung thành với chủ thì chúng ta không ăn. Rồi con mèo thì bắt chuột. Rồi con ngựa hồi xưa thì bây giờ có là xe chạy kéo đồ kéo đưa cho chúng ta đi. Chứ hồi xưa là con ngựa là những cái con mà chúng ta phải tri ân. Tại vì nó kéo hàng hóa, rồi nó kéo thậm chí là nó đưa chúng ta đi chợ, đi tất cả mọi nơi. Thế nên chúng ta không vì vấn đề gì mà chúng ta phải sát hại nó một cách vô cớ. Chúng ta không sát sanh hại vật để cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ của ta mà tha tội cho ta. Quý vị đồng đạo lắng lại đi, những cái người mà trung với đất nước, hiếu với ông bà cha mẹ thì chớ thành thần. Như là cái tấm gương ông Nguyễn Trung Trực mà 27-28 này, chúng ta phải đến những cái nơi thờ ông rồi kính lễ tri ân. Mà ông đã hy sinh rồi mà danh thơm tiếng tốt còn lưu truyền mãi mãi với hậu thế. Tử vì nước còn ghi linh miếu, thác vì đời thanh sự danh bia. Đâu có ăn những cái đồ cúng kiến. Mà Đức Thầy cho biết mà những cái người thần nào mà ăn đồ cúng kiến là tà thần. Nên chúng ta không mê tín dị đoan, không cúng kiến những cái người tà thần này. Thì quý vị thấy đi, cũng tôi cũng rất đề cao nhiều người lắm. Tu á, là làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy. Còn nhiều người tu mà còn tin mê tín dị đoan. Khi bệnh rồi đó thì trị không có hết. Cái nói rồi, ông bà nào quở đó, ông thần, ông thánh nào quở đó, rồi đi coi bói, coi thầy. Cái ông thầy bói cũng nói rồi, bị quở rồi, ông thần, ông bà gì quở đó, thôi đi về mình ăn chay thì thôi cúng một dĩa trái cây đi. Cái về cúng trái cây, dĩa trái cây không hết. Cái nói không, người này người ta đòi ăn gà, ăn vịt đó, thì cái cúng cặp vịt, cặp gà, cái không hết nữa. Cái nói thôi bây giờ cúng đầu heo đi. Cái cúng cái đầu heo không hết. Cái nói thôi bây giờ mình cúng con heo đứng đi thì hết à. Rồi cúng con heo đứng hết không quý đồng đạo? Không. Đi bác sĩ mới hết. Thế nên chúng ta không có mê tín dị đoan. Vậy chúng tôi khuyên tất cả mọi người trong hội trường này và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không mê tín dị đoan. Mình bệnh mà mình không hết có nghĩa là mình tin vào luật nhân quả, bởi vì nhiều tiền kiếp hay kiếp này mình gây nghiệp gây quả thì mình phải bệnh. Mà khi bệnh thì chúng ta phải nghe lời Đức Thầy chỉ dạy là ăn chay niệm Phật, cúng lại, làm từ thiện, giúp ích cho người thì chúng ta sẽ hết bệnh. Nên Đức Thầy không cho. Rồi điều răn cấm thứ bảy, quý vị thấy nè, cái điều răn cấm thứ nhất đến điều răn cấm thứ năm là Đức Thầy dạy chúng ta chẳng nên. Có nghĩa là chúng ta phạm rồi thì chúng ta sửa được. Còn điều răn cấm thứ sáu Đức Thầy không cho. Cấm tuyệt đối đồng đạo không làm. Và tất cả mọi người tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo rồi thì không làm. Ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ dùng hối lộ của ta. Không đốt giấy tiền vàng bạc, đốt giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Nhắc tôi quý vị đồng đạo, vì cõi Diêm Vương không ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Hãy để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Chúng tôi muốn nhấn cho quý vị đó, coi quý vị thuộc hay không. Nên chúng ta nhất định không mê tín dị đoan. Khi mà cha mẹ mình chết thì không đốt giấy tiền vàng bạc. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy trong cuộc sống này, trong cuộc sống mà chúng ta tiền thiệt mà rách mà cũ thì không có xài được.
huống chi là chúng ta đem tiền mình mà mua tiền đô, tiền giả rồi đốt cho cha mẹ mình với âm phủ xài. Rồi là thậm chí là mua nhà, mua cửa, mua nhà lầu, xe hơi, biệt thự gì đó, rồi iPhone gì đó để cha mẹ mình có phương tiện để xài. Như vậy chúng ta có hiếu hay bất hiếu quý đồng đạo? Bất hiếu. Ai là cũng mong cầu cho cha mẹ ông bà mình chết, về cõi cực lạc. Rồi là cầu nguyện, cầu siêu mỗi ngày, thậm chí mời đồng đạo đến để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ mình hết về cõi Tây Phương cực lạc. Vậy nên chúng ta không đốt giấy tiền vàng bạc mà tốn tiền vô lý để tiền này chúng ta cứu giúp những cái người lỡ đường, đói rách, tàn tật, cũng như hôm nay quý vị là cứu giúp cho những cái người bị là thiên tai lụ lụt ở miền Bắc, miền Trung. Nên Đức Thầy không cho chúng ta mê tín dị đoan. Rồi cái điều thứ bảy Đức Thầy dạy: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo tước đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Thì cái điều thứ bảy này Đức Thầy dạy chúng ta phải có chánh kiến. Mà trong cái bát chánh Đức Thầy dạy là sao quý đồng đạo? Chánh kiến thì phải nhìn thấy, xem xét đúng sự thật. Có nghĩa là chúng ta phải lấy cái trí của mình để xét soi những cái công việc nào đúng, công việc nào sai, không nghe một phía. Hôm nay là chúng tôi rất đề cao rất nhiều đồng đạo là rất là chuẩn mực, ăn nói là đâu đó đàng hoàng. Nhưng có ít người quý đồng đạo ích kỷ, nhỏ nhoi, đố kỵ, rồi là nói xấu đồng đạo, rồi truyền lan với người này người kia. Mà chúng ta không hiểu đúng câu việc thì chúng ta đi đem cái chuyện này nói với đồng đạo này, nói với đồng đạo kia, làm cho người ta phải oan, người ta phải khổ. Nên Đức Thầy cấm không có cho, nhất định không có cho. Dù việc người hay việc của ta phải phán đoán cho tường, cho tận hả quý đồng đạo. Thế nên cái câu chuyện mà nồi cơm nhang hồi đó quý đồng đạo, thì chúng tôi đúc kết lại thôi, chứ các giáo lý viên cũng đã có kể rồi, tại không có thời gian. Thì là quý vị thấy Khổng Tử ngày xưa là một cái người rất là giỏi, rất là trí tuệ, và tất cả mọi người ai ai cũng kính và quý. Thì có rất nhiều là học trò là theo là Khổng Tử. Thì lúc bấy giờ Khổng Tử và một số học trò đi dạo, có nghĩa là đi kinh hành đó. Rồi đến cái giờ là ăn cơm thì là Khổng Tử là gọi là Nhan Hồi nấu cơm. Tại vì Nhan Hồi nấu cơm rất là ngon quý đồng đạo. Thì khi nấu cơm mà cơm chín rồi thì Nhan Hồi mở cái nồi cơm ra để xới. Thì khi xới cơm như vậy thì có một cái luồng gió, mà cái luồng gió đó rất là có bụi, nên bám vào cơm ở trên mặt. Thì là Nhan Hồi mới là xới cái lớp mặt để dắt rồi ăn. Thì Khổng Tử nằm coi sách đó, thì là thấy Nhan Hồi ăn như vậy thì Khổng Tử buồn lắm. Hôm nay trách là học trò mình, hôm nay là không có kính thầy nên ăn trước. Thì quý vị thấy cái người mà trí đó, người ta đâu có nói liền đâu. Rồi khi ăn cơm thì tất cả là mọi người ăn cơm, còn là Nhan Hồi không có ăn. Cái Khổng Tử nói: ủa sao bữa nay con không ăn cơm? Thì Nhan Hồi nói: dạ hồi nãy đó con nấu cơm bất cẩn đó, con xới nồi cơm rồi là bụi nó bay vô, nên con đã lấy cái lớp cơm ở trên mặt con ăn rồi. Có nghĩa là con sợ tội nên cái phần đó con đã ăn rồi. Thì Khổng Tử nhìn lên trời và nói: một chút xíu nữa thì tôi đã phán sai một đứa học trò tốt, một đứa học trò ngoan rồi đó. Thì qua câu chuyện này quý vị thấy trong cuộc sống không cái gì mà chúng ta phán xét mà không có kỹ là giống như cái nồi cơm Nhan Hồi như vậy, có hả quý đồng đạo?
Thế nên trong câu chuyện này thì cảnh tỉnh tất cả mọi người khi chúng ta xem xét tất cả việc gì, dầu đúng dầu sai chúng ta cũng nghe nữa mà để trong đầu, không đi nói người này nói người kia và cũng không bình luận hạ quý đồng đạo. Thế nên chúng ta phải cẩn trọng từng lời nói mỗi ngày. Rồi cái điều thứ 8 Đức Thầy khuyên dạy rất là chân thật và khuyên dạy cái điều răn cấm thứ 8 này bắt buộc chúng ta phải làm theo. Điều thứ 8 tóm tắt: ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tại sao là Đức Thầy không dạy chúng ta là xem đồng đạo mình? Là tại sao Đức Thầy không là khuyên dạy chúng ta xem đồng đạo mình như là cái người bình thường hay là người xóm giềng trong xã hội, mà Đức Thầy dạy chúng ta phải thương yêu nhau như con một cha? Bởi vì sao quý đồng đạo? Con một cha, quý vị thấy đó, mình có 5-6 anh em mà anh em nào cũng không giống nhau. Một người thì đẹp, một người thì xấu, một người thì giàu, một người thì nghèo, một người không biết tu, một người biết tu. Thậm chí mà anh em mình chửi mình làm những cái điều sai trái, mà khi có hữu sự thì chúng ta có bỏ không quý đồng đạo? Không, không có bỏ, mà còn phải dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thế nên Đức Thầy khuyên dạy chúng ta phải đoàn kết thương yêu nhau như con một cha. Tất cả các ban trị sự và đồng đạo chúng ta phải thương yêu nhau như con một cha, phải đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết, không chia rẽ. Nếu chúng ta chia rẽ là chúng ta đã trái với lời Đức Thầy chỉ dạy rồi đó. Rồi phải tha thứ tội lỗi cho nhau, phải đoàn kết và phải tha thứ tội lỗi cho nhau. Rồi chúng ta phải giữ trọn lành, trọn sáng. Trọn lành là sao quý đồng đạo? Trọn lành là chúng ta làm tròn cái bổn phận là người tín đồ ngoan đạo của Thầy, là làm tròn cái đạo nhân rồi đó. Giờ hôm nay chúng ta có mặt trên cuộc đời này đã nợ hai có món nợ, đó là ân nợ và nghiệp nợ. Ân nợ là chúng ta nợ từ ân tổ tiên cha mẹ, là cái công ơn sanh thành dưỡng dục dạy dỗ và nuôi nấng. Nợ từ ân đất nước vật chất đã nuôi dưỡng cái xác thân này. Rồi nợ từ ân tam bảo, tam bảo đã khai thị trí óc cho mình được sáng suốt thông minh như ngày hôm nay. Rồi nợ từ ân đồng bào và nhân loại đã đùm bọc chở che trong cái kiếp sống này. Vậy nhất định chúng ta phải đền trả bốn cái ân trọng đại này. Mà Đức Thầy khuyên dạy là tứ ân đã trả chẳng còn tội căn, hoặc là trả nợ thế nghĩa ân trọn vẹn, cảnh non bồng kỳ hẹn ngày kia. Rồi nghiệp nợ là cái gì quý đồng đạo? Nghiệp nợ là 10 điều ác chúng ta không phạm. 10 điều ác có nghĩa là thân chúng ta không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, khẩu không lưỡng thì, không ỷ ngôn, không ác khẩu, không vọng ngữ, ý không tham lam, không sân nộ, không mê si. Có nghĩa là chúng ta phải trừ 10 điều ác, hành thập thiện. Mà chúng ta giàu có hết lòng thì chắc chắn cũng phải sai sót hả quý đồng đạo? Thế nên Đức Thầy phải khuyên dạy chúng ta phải làm sao? Phải niệm Phật. Đành rằng nợ thế trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Thế nên chúng ta phải niệm Phật, bởi vì pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn cứu cánh đưa chúng ta đi đến con đường giải thoát. Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ Di Đà, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Ăn cơm cũng niệm, uống nước cũng niệm, lặt rau cũng niệm, mua bán cũng niệm, đi vô đồng vô ruộng gì cũng niệm, chạy xe cũng niệm. Bởi vì sao? Khi chúng ta niệm thuần thục trong tâm, trong não mình rồi đó, thì đến ngày lâm chung chúng ta chỉ niệm 1 tiếng niệm Phật, đến 10 tiếng niệm Phật thì được vãng sanh. Và khi niệm Phật thì chúng ta phải tính, nguyện, hành.
có nghĩa là tin mình niệm Phật sẽ được về cõi Phật, được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tính rồi nguyện có nghĩa là chúng ta nguyện mỗi ngày. Rồi hành có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ. Mà khi niệm thì miệng niệm, lỗ tai phải nghe. Và hôm nay chúng ta niệm Phật, Đức Thầy cho biết quý đồng đạo, ông Phật ông chờ mình là quý đồng đạo. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ bá tánh rủ nhau niệm Phật. Hoặc là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc giữ, đừng cho ma dương dẫn dắt. Thường nhớ câu đại lực đại hùng. Chúng ta phải cố gắng niệm Phật. Rồi cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đại hát lên. Nên chúng ta cố gắng tu cái pháp môn nào cũng nhớ niệm Phật. Và chúng ta phải giữ giới luật mỗi ngày. Đó là trọn lành đó quý đồng đạo. Rồi trọn sáng là sao? Trọn sáng là chúng ta đắc đạo rồi đó, về được cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sinh. Bởi vì chúng ta tu ở thế gian này còn cơm áo gạo tiền, học chưa có hoàn toàn, rồi đi về cõi Tây Phương Cực Lạc, ở Tây Phương thì không còn cơm áo gạo tiền nữa. Chúng ta học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Như vậy là chúng ta đắc đạo hả quý đồng đạo? Vui không quý đồng đạo? Rất là vui. Thế nên chúng ta phải cố gắng là làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy và phải giữ giới luật mỗi ngày. Rồi Đức Thầy dạy thêm là tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rạch diện, rảnh việc thì chúng ta làm cái gì quý đồng đạo? Hả, có đi chơi không? Không. Lúc rảnh việc thì phải xem kệ giảng để làm gì? Để chúng ta hiểu, hiểu rồi chúng ta hành, rồi chúng ta giữ những cái là tục lệ chân chánh. Tục lệ chân chánh là tục lệ gì quý đồng đạo? Là tục lệ để tang, cầu nguyện, đám dỗ. Và khi đám dỗ thì chúng ta cúng chay, rồi đám cưới. Còn những tục lệ không chân chánh mê tín dị đoan là đốt giấy tiền vàng bạc mà chúng tôi đã nói rồi đó. Hay là cha mẹ mình chết, ông bà mình chết, cái hoàng để lại 12 tiếng, 24 tiếng rồi mời là những cái người là hộ niệm lại hộ hề niệm. Rồi cái đỉnh đầu đau nóng hay là cái ngực nóng rồi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy có đúng không quý đồng đạo? Như vậy thì Đức Thầy đâu có dạy mình ăn chay niệm Phật cũng lại làm phước. Rồi là phải là hành những cái pháp môn này, pháp môn kia. Thế nên chúng ta phải có cái trí chỗ này, không mê tín dị đoan hả quý đồng đạo? Rồi là cái bốn cái câu mà kệ Đức Thầy khuyên dạy rất là thâm thúy quý đồng đạo. Đạo Pháp thường hãy dung giới hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Hết sức là thâm thúy hả quý đồng đạo. Đạo Pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Có nghĩa là chúng ta phải có tu rồi thì phải có lòng từ bi hỷ xả. Và chúng ta phải xét mình trước rồi mới xét người ta. Có nghĩa là xét người cho tột, xét thân ta, mình phải tha thứ tội lỗi cho người ta, rồi người ta mới tha thứ tội lỗi cho mình, rồi mình thương người ta, người ta mới thương mình. Nên Đức Thầy khuyên dạy hết sức là chân thành, tuyệt vời hả quý đồng đạo? Và là giới luật tức 8 điều răn cấm rất quan trọng trong cái cuộc đời hành đạo của mình. Giờ quý vị ăn chay, niệm Phật, cúng lại 3-4 thời, là đi làm từ thiện mấy chục năm, cất
cầu cất là nhà tình thương vân vân và vân vân. Mà chúng ta không giữ giới luật chắc chắn không đi về được cõi Phật. Thế nên chúng ta phải khắc sâu lời Đức Thầy chỉ dạy, chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Nhất định là quý đồng đạo làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ giới luật và nhớ lời Đức Thầy chỉ dạy trong cái quyển thứ 5 quý đồng đạo. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng diệt thinh âm, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Rồi phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tỉnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Rồi bốn cái câu tuyệt vời hơn nữa quý đồng đạo. Hào quang chư Phật rọi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo thân thương kính mến, thì đề tài giới luật tức 8 điều răn cấm đến đây đã kết thúc. Trước khi rời khỏi diễn đàn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Phước và toàn thể chư quý vị là các ban trị sự xã phường thị trấn đồng đạo đến đây, và tất cả quý vị là mạnh thường quân, quý vị là ban hậu cần pha từng ly nước, nấu từng bữa cơm, rồi quý vị chân hoa rất là đẹp, rồi quý vị là đứng hầu thầy, và tất cả mọi người đến đây ủng hộ hôm nay cái buổi thuyết giảng tăng thêm phần long trọng. Chúng tôi xin thành thật tri ân. Và chúng tôi là khi trình bày thì có rất nhiều điều sơ sót, ngưỡng mong toàn thể chư quý vị quan hỷ. Chúng tôi thành thật tri ân và xin kính chúc toàn thể chư quý vị cùng gia quyến lúc nào cũng sức khỏe trí tuệ, gia đình hạnh phúc, làm ăn hanh thông, và chúng ta lúc nào cũng giữ giới luật mỗi ngày và tinh tấn tu hành đến ngày thành công viên mãn để thỏa dạ thầy nơi chốn mây rồng. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cất lát một đàn. Lễ phép trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, một lần nữa tôi xin thay mặt trong ban tổ chức thành thật cảm ơn giáo lý viên Lê Thị Ngọc Nga đem sở học của mình mà truyền lại cho đồng đạo chúng ta dễ nghe, dễ hiểu. Vậy một lần nữa tôi xin thay mặt trong ban tổ chức thành thật cảm ơn giáo lý viên Trung ương Lê Thị Ngọc Nga. Kính thưa quý vị, giờ đây chúng ta nghỉ giải lao 15 phút. Dạ, xin trân trọng kính mời chư quý đồng đạo, quý vị ông khách chúng ta dùng buổi trưa.